chào, mình là Trần Thịnh Quyên, là Artistry Pro và Passionista của Artistry Việt Nam. Hiện tại Quyên và đội nhóm đang kinh doanh Artistry rất là tích cực với rất nhiều các hoạt động như là workshop, home beauty, đào tạo đội nhóm cũng như là các hoạt động trên mạng xã hội như là livestream hoặc là làm clip. Thì trong rất là nhiều hoạt động thì Quyên nhận thấy là home beauty là hoạt động rất là thiết thực cũng như là hầu như là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh Artistry của mình. Bởi vì khi mà mình làm home beauty thì mình cho khách hàng của mình trải nghiệm được toàn bộ cái quy trình chăm sóc da cũng như là tất cả các sản phẩm của Artistry. Vì vậy mà cái hiệu quả lên da của khách hàng là rất là tuyệt vời và độ hài lòng cũng rất là cao. Xin chào các anh chị và các bạn. Khanh tên đầy đủ là Vũ Lê Khanh. Hiện tại thì Khanh đang là nhà phân phối Emro của công ty Amway và cũng là Passionista và Artistista của nhãn hàng Artistry. Bản thân Thanh là một người rất là yêu thích và đam mê về làm đẹp. Thì thông qua cái sự nghiệp kinh doanh Amway thì Thanh mong muốn rằng mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, kỹ năng của mình đến cho và làm đẹp cho thật là nhiều các chị em phụ nữ xung quanh mình. Và hiện tại thì Thanh cũng đang thường xuyên tổ chức những cái chương trình, những cái workshop, những cái buổi chăm sóc da và hướng dẫn về make up cho rất là nhiều các cái bạn trẻ hay là nhiều các anh chị em có nhu cầu. Và với cái chương trình mới đây mà công ty đưa ra đó là Home Beauty thì Thanh thấy rằng đây là một cái định hướng và một cái chương trình vô cùng là chính xác của công ty. Bởi vì những cái chương trình mà trước đây Thanh làm thì Thanh đấy thấy rằng đó cũng chính là chương trình Home Beauty mà công ty đưa ra bây giờ. Và Thanh thấy là khi mà mình triển khai những cái chương trình như vậy thì nó rất là hiệu quả cho nhà phân phối hay là tạo nhiều cái điều kiện để mình chăm sóc khách hàng tốt hơn. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị là một nhà phân phối của công ty Amway và là một người yêu thích về cái mảng chăm sóc da Artistry. Với vai trò là một cái giảng viên nhiều năm của Artistry, Phương và đội nhóm thường hay tổ chức những cái buổi cho khách hàng được tiếp cận, được chăm sóc bằng những cái sản phẩm Artistry của mình, cũng giống như là chia sẻ những cái kiến thức về chăm sóc da để cho khách hàng của mình hiểu hơn về Artistry. Và thông qua cái mô hình Home Beauty lần này thì Phương thấy rằng là mô hình này sẽ giúp cho nhà phân phối của mình tiếp cận được khách hàng một cách tốt hơn, cũng giống như là nâng cao cái khả năng chuyên nghiệp chăm sóc khách hàng lên hơn rất là nhiều. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hương hiện đang là nhà phân phối đa năng của Amway Việt Nam, cũng là Passionista của Artistry Việt Nam. Bản thân Hương cũng là một người rất yêu thích và làm đẹp và mong muốn rằng có thể giúp đỡ cho chính bản thân mình cũng như nhiều người xung quanh mình được trở nên đẹp hơn. Thì hiện tại trên cái hành trình mà làm mục tiêu trong Diamond thì Hương cùng với đội nhóm của mình thì các bạn biết là đặc thù cái đội nhóm của Hương á là một đội nhóm trẻ và các bạn trẻ thì cái nhu cầu trải nghiệm rất là cao và cái việc mà đưa những cái thông tin lên trên mạng xã hội cũng như là tương tác trên mạng xã hội rất là nhu cầu rất là nhiều. Và khi mà lượng khách hàng cũng như là những cái nhà phân phối đối tác từ trên mạng xã hội như vậy, tụi Hương cùng kết hợp với những cái workshop, thì thông qua những workshop như vậy tụi Hương đã kết nối được rất nhiều những khách hàng. Và đặc biệt là hiện tại thì thông qua những cái chương trình như Home Beauty thì những người khách hàng mà được kết nối đó sẽ được tiếp cận gần hơn, tiếp cận cụ thể hơn và gia tăng cái sự trải nghiệm những cái sản phẩm của Artistry nhiều hơn. Thanh cũng muốn là chia sẻ với các bạn trẻ là hãy tận dụng những cái chương trình, những cái chính sách, những cái hướng mà công ty đưa ra để mình phát triển. Đầu tiên là mình phát triển con người, các cái kỹ năng của mình cho thật là tốt. Sau đó là mình sẽ có cơ hội để mình có thể thành công hơn nữa với sự nghiệp kinh doanh Amway. Với cái mô hình Home Beauty lần này thì nếu mọi người bám sát mô hình này thì sẽ làm cho cái kinh doanh của đội nhóm mình sẽ phát triển hơn rất là nhiều về Artistry và khách hàng sẽ tiếp cận được Artistry tốt hơn và hiệu quả hơn. Home Beauty cũng giúp cho mình tiếp cận được với khách hàng mới một cách tự nhiên hơn, cũng như là mình sẽ kết nối được đội nhóm tốt hơn. Vì vậy mà Nguyên hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mô hình Home Beauty sẽ được công ty hỗ trợ nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhà phân phối phát triển kinh doanh Artistry hiệu quả. Home Beauty là một trong những mô hình cũng như là một trong những chiến lược mà Hương cảm thấy vô cùng tâm đắc và đội nhóm của Hương cũng cảm thấy rằng rất là hào hứng để cùng chia sẻ nhiều khách hàng hơn nữa đến với Home Beauty của mình. Đó chính là một cái spa chuyên nghiệp cá nhân hóa dành cho mỗi nhà phân phối. Hương mong rằng, Hương tin rằng những cái chiến lược như thế này sẽ giúp cho kinh doanh của các nhà phân phối ngày càng phát triển, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn đều yêu thích về những cái sự sáng tạo, những sự tươi mới trong kinh doanh của mình.